Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Roger's Official. Trong chuyên mục tối nay, mời các bạn cùng lắng nghe mẩu tâm sự về một chuyện tình buồn qua lời kể của anh Nguyễn Nam Long. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều chuyện ngắn khác về đề tài đồng tính. Tối hôm qua thì mình lại mơ thấy anh về. Và trong giấc mơ, trong giấc ngủ thì anh lại hờn trách. Anh bảo rằng sau ngày đó tôi không nấn ná lại thêm vài tiếng nữa. Thì chắc có lẽ rằng chúng tôi sẽ không xa nhau vĩnh viễn như bây giờ. Biết làm sao được. Nếu như thời gian có quay lại thì chắc có lẽ tôi cũng níu kéo thêm thời gian nữa để xem anh muốn nói gì. Thực ra thì ngày đó chúng tôi phải nói là một cặp. Đi đâu chúng tôi cũng được người ta ngưỡng mộ, đi đâu ai cũng trầm trồ khen ngợi, bảo rằng chúng tôi sinh ra là một cặp. Những ngày chung sống với anh, tôi biết được rằng hình như tình cảm của anh không phải đặt để cho riêng một mình tôi, mà hình như lúc nào anh cũng đi tìm hình bóng của một người khác. Nhất là những lần tôi đi công tác xa nhà, hình như lúc nào tôi cũng có một cái suy nghĩ rằng anh đang tìm một hình bóng khác để mà khỏa lấp vào cái nỗi cô đơn đó của anh. Trong tình cảm thật khó nói các bạn ạ. Yêu một người đã khó, giờ mình bỏ một người càng khó hơn. Đúng thế, những ngày tháng chúng tôi bên nhau, hạnh phúc có, đau buồn có, đau khổ có. Tôi nghĩ rằng trong bất cứ một mối quan hệ nào cũng thế, trong bất cứ một chuyện tình cảm nào cũng vậy, phải có những giây phút gần sống, phải có những giây phút im lắng, và phải có những giây phút hờn dỗi thì tình cảm mới thăng hoa được. Những chuyến tôi công tác xa nhà, anh lại tìm đến như người khác. Và tôi biết được điều đó chứ. Nhưng làm sao được, khi tôi vẫn còn mãi mãi lênh đênh trên xứ người. Tôi vẫn còn bôn ba miệt mài để đi kiếm từng đồng tiền để mà nuôi sống bản thân của mình. Trong bất cứ một mối quan hệ nào cũng thế. Và trong bất cứ một chuyện tình cảm nào cũng vậy. Nhất là đời sống, có được cái này thì mất cái kia. Không ai hoàn hảo cả. Tôi nghĩ đến điều đó. Tôi nghĩ rằng nếu như chúng tôi đến với nhau, có lẽ những ngày tháng chúng tôi sống bên nhau, chúng tôi sẽ chia sẻ và lo lắng và xây dựng. Biết đâu chúng tôi lại thay đổi hoàn toàn sự suy nghĩ cũng như cách làm của mình khi mà chúng tôi có bên nhau. Tôi nhớ lại ngày đó. Lúc đó thì tôi đang đi công tác, và tôi chuẩn bị cho một chuyến công tác xa nhà khoảng chừng 2 tháng. Công tác tại một nơi, đó là thành phố London, một vương quốc Anh. Cái ngày mà tôi đi đó, thì anh nói rằng, thôi em hủy chuyến công tác đi, ở nhà, em đừng đi nữa. Cứ mỗi lần em đi là anh cảm thấy cô đơn. Tôi nói với anh rằng, tại sao cô đơn? Mình yêu nhau là phải thật sự đến với nhau. Cho dù có cách xa nửa vòng trái đất đi chăng nữa, lúc nào mình cũng nghĩ đến nhau, nhớ đến nhau, thì đó mới là một tình yêu vĩnh cửu. Sống với nhau đâu phải lúc nào cũng bên nhau, đâu phải lúc nào cũng cần kề bên nhau để mà chăm sóc cho lắng cho nhau đâu phải không? Có những lúc mình xa nhau như thế thì tình yêu mới được bồi đắp. Và rồi tôi quyết định ra đi. Anh bảo rằng nếu như em ra đi thì chúng mình chia tay. Tôi nghĩ rằng anh rất là vô lý. Tại sao chuyến công tác của tôi những lần khác thì anh không đòi chia tay, mà chuyến công tác lần này anh lại cảm thấy anh cần có sự chia tay? Tôi nghĩ rằng được, nếu như anh muốn điều đó. Thế là tôi tức tốc ra phi trường.
Tôi không còn muốn nghe những lời giải thích của anh nữa. Lý do gì sao anh chia tay? Tôi nghĩ rằng một khi anh đã nói ra điều này, có nghĩa là anh đã tính toán, anh đã suy nghĩ từ lâu. Giờ anh mới có cơ hội để mà nói, thì tại sao tôi không cho anh một con đường, sự lựa chọn của anh? Thế là tôi ngậm ngùi, nước mắt đang chảy trong lòng. Tôi ra phi trường để mà đi công tác. Thế rồi tôi đi công tác chỉ được dọn dẹn 3 ngày. Thì tôi nhận được một cái tin của một người bạn, bảo rằng anh đã tự tử trong khách sạn đã hơn 3 ngày và người ta mới tìm thấy được cái xác của anh. Tôi chới giới, tôi không biết mình phải nói làm sao nữa. Lý do gì sao anh ấy phải làm như thế? Sự chia tay của tôi chỉ là một sự nhỏ nhoi trong cuộc sống của anh. Nếu như không có tôi thì anh có thể kiếm người này người khác để khỏa lấp những nỗi đau buồn, những nỗi cô đơn đó. Mãi cho đến bây giờ, tôi cũng không tìm ra một lý do gì sao anh phải làm như thế. Tôi nghe đâu trước ngày anh tự tử, anh có tâm sự với một người bạn. Anh bảo rằng cuộc sống của anh đã quá nhiều cô đơn. Anh không muốn anh cô đơn tiếp tục nữa. Giả lại, anh biết mình là một người không chung thủy, sống bên một người mà lúc nào anh cũng đi tìm hình bóng của một người khác. Và mãi mãi cho đến bây giờ, sự ra đi của anh vẫn là một câu hỏi rất nặng trong đầu của tôi. Vì sao? Có phải anh mang trong người một chứng bệnh nào đó? Hoặc là anh có một cái nỗi khổ nào đó mà anh không bao giờ chia sẻ được? Thật lòng, mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn hối hận. Tôi hối hận nếu như ngày đó tôi nấn ná lại thêm vài tiếng đồng hồ nữa để xem anh muốn nói điều gì. Thật ra thì tôi biết được rằng anh là một người rất đẹp. Anh sống là sống luôn cầu mỹ, hoàn hảo. Có một lần anh đi giải phẫu mắt, xém chút nữa là anh bị mù. Và bác sĩ đã chạy chữa tận tình cho anh. Và thế là anh sáng lại mắt, nhưng mà vẫn không thấy rõ. Và có nhiều cái trong cuộc sống nó làm cho anh stress. Anh làm ăn thất bại nhiều lần. Bất cứ anh mở ra một công việc làm nào đó thì hình như đều thất bại cả. Mãi cho đến bây giờ, tôi cũng không biết lý do gì sao anh lại làm như thế. Chắc có lẽ là mỗi người một số phận. Số phận của anh là phải ra đi. Còn tôi thì mãi mãi lên đơn trên xứ người và bôn ba hết chỗ này chỗ nọ. Thôi anh, hãy ngủ yên giấc. Hy vọng rằng sau này có kiếp sau, mình còn duyên còn nợ. Thôi thì mình sẽ nói hết lại những gì mình chưa nói. Để xem anh nghĩ gì, xem em nghĩ gì, coi chúng mình có còn duyên còn nợ cho kiếp sau hay không. Chắc có lẽ vì tôi biết được tình cảm của anh dành cho tôi không nhiều lắm, cho nên tôi không cho hết tình cảm của mình. Tôi sợ bị tổn thương. Tôi sợ một khi tôi bị mất anh rồi, tình cảm của tôi giao hết cho anh, thì lúc đó tôi sẽ sống như thế nào đây? Ngày đó xa rồi hai đứa mình yêu nhau, mộng ước ngày sau ta sẽ chung nhịp cầu. Đuổi ong bắt bướm cho tình càng dài lâu, tình ơi nhớ mẫu cho lỡ một cùng đàn.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh tại đây. Hoặc có thể xem những video khác mình sẽ để phía bên tay trái này nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.